Hello cả nhà. Hôm nay được buổi đi làm về sớm, em nên quay cái vườn na thái của em vừa rồi mới cắt làm trái đó. Thì hôm nay là được một tuần rồi các bạn. Được một tuần 7 ngày đấy sau khi cắt. Thì cây na của em bắt đầu nhú mầm rồi đây các bạn này. Đấy. Thì ngày hôm nay hỏi được nghe được hai cái ý kiến. Thì em trả lời luôn. Thứ nhất là có một bác là còn quả rất nhiều trên cây mà bác ấy cắt. Đấy. Thì bác ấy hỏi là trái có bị làm sao không. Đấy. Cái thứ hai nữa là bác ấy nói là cây của bác cao lắm. Một bác nói là cây cao lắm, cây cao tít lên ấy. Thì bây giờ có hạ xuống được hay không? Đấy. Hạ xuống thì nó có đâm chồi hay không? Đấy. Ý là như thế. Thì trao đổi các bác là nếu các bác xem cái video trước của em á, thì các bác sẽ thấy được là cái vườn na này em cũng cao lắm. Vừa rồi em làm, em cắt cành thì toàn bằng cưa không ấy. Đây này, những cái này là đều bằng cưa không này. Đấy, mình cưa luôn này. Mục đích cưa của mình nhưng phải tính toán các bác nhé. Đây, những cái cành này là cành em để cho nó ra trái này. Đấy. Thì em cưa ở đây này, em để cái mắt đây này. Đấy, các bác thấy cái mắt ở đây không? Đấy, nó đang nhú mầm này. Thì nó sẽ vươn ra. Thì sau này mình sẽ ngả ra ngoài. Chứ các bác đừng có cưa để cao quá rồi nó lại mọc chồi thẳng đứng lên, đúng không? Cưa nó cũng phải có ý. Mình tính toán rằng là mình muốn để những cái tàn nó ngang ra. Đây, giống như cây này này. Đấy, cây này của em này, đấy, muốn để cái tàn nó ngang ra thì chúng ta cưa làm sao cái mắt của nó cứ phải vươn ra ngoài, đúng không? Đấy. Thì đây cái cây na này của em là cắt được một tuần rồi. Đấy. Thì nó đang đâm chồi, nó ra hoa rất là nhiều này. Đấy, chồi ra đầu hoa đấy. Đấy. Các bạn nhìn thấy hoa không? Đây. Bông rất là to, đúng không? Đấy. Nó ra đầu, nó ra bông đấy. Đấy. Cành nào nó ra cũng có bông hết. Đấy, cái đọt nào ra nó cũng có bông. Thì bữa trước là để cao lắm. Thì em mới nói là để như thế thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình mình chăm sóc, phun thuốc cũng như là bọc trái. Nên là mình không nên để cao như thế. Nên là em hạ hết. Ui, cảnh này nó cao lắm các bác này. Đây, đây các bác nhìn theo. Cắt hết đi. Nào nó đang nứt hết chồi ra đây này. Đây này. Cảnh này cao này. À, cắt này đang nứt chồi ra. Thấy không? Ngược sáng thì nó hơi tới một tí. Nhưng mà cái nào sáng sáng thì các bác nhìn rõ đây. Đấy. Em dùng toàn bộ cưa hết các bạn này. Đấy. Em chỉ cắt là để cành nó ngang mặt thôi. Ngang mặt của mình á. Là sau này nó mọc là vừa. Để chúng ta nếu có ra hoa ra quả. Xong rồi mình có thể mình với này. Mình bọc cái trái là được rồi. Đấy. Chứ đừng có để cao. Cao này. Thì rất khó làm. Đấy. Cao thì rất khó làm. Đấy. Như cây này là buổi trước. Xả đi không biết bao nhiêu nhánh luôn này. Đấy. Đấy. Cao tướng này. Nhưng mà bây giờ mình cắt nó đâm chồi này. Đấy. Đấy, nó đâm như thế này, nó đâm phát triển cái chồi nó ngang ra. Đấy, ngang ra là được. Đấy, đâm như thế này nó ra bông này. Đấy. Đấy, chồi này thì hôm trước nó đã nhú ra rồi nhưng mà cắt không có vặt đi. Thì để nó đâm bông nó ra này, các bác nhìn rõ bông không? Đấy. Nên là em cũng trao đổi các bác là đừng có để cao, làm thấp thôi. Vườn na này của em là cây này là cây hơn 5 năm tuổi rồi đấy. Nhưng mà để mới có ngang cao vào mặt hết. Đấy. Vườn na này chạy dọc bên kia. Đấy. Cái thứ hai nữa là còn nói thêm cái này, các bác cưa cái cành này to này này. Cưa này này, đấy, cưa nhá, dùng cưa tay chứ đừng nên dùng dao nhé. Tại vì mình dùng dao mình chặt ấy là nó sẽ bị tước thân này này. Nước mưa các thứ nó vào nó sẽ bị thối thân. Đấy, nó không tốt cho cây. Thì các bác dùng cái cưa tay á. Cưa tay hoặc là cái nốc mili cũng được. Các bác cưa cho nó mịn cái đầu này vào nhá. Đấy, cưa này, và tránh trường hợp đừng có để ta cưa hai bên xong là ta ấy chứ đừng có đây cái cây này như người nhà em cưa bị toạc cái đây này. Đây các bạn thấy không, tác hại chưa này, đã bị toạc ra là nó bị cái chỗ này là nó sẽ bị thối xuống này đấy, mà cái chồi này sau này nó ra nó cũng dễ bị toạc lắm, nên là cưa hai bên, cưa bên dưới một tí xong với cưa ở trên thì nó đổ xuống nó không bị toạc cái thân. Đấy, lưu ý khi cưa cái cây na là chúng ta đừng có đèm toạc nhé. Như nhiều bác đưa cưa cái tay và cưa tay rồi bắt đầu nó đổ xuống toạc xuống cái thân này. Đấy thì nó sẽ ôi vậy nó cứ trồi rồi. À, cái tiếp theo là cái câu hỏi là cây đang mang trái cắt cành ấy, thì trái có ảnh hưởng gì không? Đấy. Thì em vẫn hay nói với các bác rằng là khi mà cây đang mang quả, chúng ta có muốn làm thêm trái thì chúng ta chỉ cắt ít cành thôi. Và đặc biệt cái cành đang mang trái là không được cắt. Đấy, các bác nhìn này. Hôm vừa rồi cái trái này thấy nó rất là đẹp. Đấy. Là khi cắt cái cành này là bớt nó lại. Bớt cái trái này. Thì các bác biết đây, cắt cái cành trụi phát này. Đây. Thì cái quả nó hỏng ngay, chắc chắn là hỏng. Đây. Đây. Đây.
Thì lý do gì hỏng thì trao đổi các bác là cái bộ rễ đang phát triển rất bình thường, hút nước lên để phân tán để toàn bộ cái dàn lá của nó. Bây giờ chúng ta cắt trụi đúng không? Cắt trụi phát thì cái đầu mạch đấy nó khô lại. Đấy, đầu mạch nó khô lại thì toàn bộ nước từ dưới nó đẩy lên thì nó không có dồn vào đâu được, thì nó phải dồn vào những cái kho như là cái trái này này. Đấy, cái trái này giống như là cái kho, kho dự trữ. Thì nước nó dồn ứ vào cái trái này thì cái trái này chắc chắn sẽ thối. Đấy. Nên là đây cũng là cái bài học để sau này các bác có làm trái thì nhớ là cái cành mà mang cái trái này này, nếu muốn làm thêm trái trên cây, cái cành mà đang mang trái này không được cắt, phải để nguyên cái dàn lá của nó. Thì nước nó lên đây nó đẩy lên lá nó thoát đi, đúng không? Cái thứ hai nữa là nếu mà cây của mình đang sai trái mà tỉa cành, nhiều bác ấy nhá, đang rất là nhiều trái, đi cắt một phát trụi cây luôn, đấy, nó tỉa ra thoáng quá, thì sau khoảng 5-6 ngày là trái của mình hỏng rất là nhiều. Đấy. Em đã từng có một người anh là ngày xưa em có chia sẻ đây, cây có thể cả trăm quả, tự dưng xả lá xả cành đâm đi trụi luôn, đến tầm một khoảng chục ngày sau gần như là thối hết một nửa trái trên cây, càng quả đẹp càng thối. Đấy. Nên là cái đấy là rút kinh nghiệm xương máu là chúng ta không được cắt trụi. Ví dụ các bác muốn tỉa cho nó thông thoáng cái cây ra, đồng ý là mình phải tỉa làm hai lần. Ví dụ lần đầu tiên mình chỉ dọn cành tăm sơ thôi. Đấy. Rồi lần thứ hai mình dọn tiếp để cây mình nó không bị sốc, đúng không? Đấy, nó điều chỉnh được, thay đổi từ từ á. Chứ thay đổi phát đột ngột cái là nó bị sốc là trái rất dễ đi. Này. Và thấy không? Đấy. Trái này không phải bị lấm, không phải bị bệnh, không phải gì đâu. Mà trái này chính xác là nó bị dư nước. Đấy, dư nước là nó thối luôn. Này. Các bạn thấy không? Này. Đấy, thối liền đi. Đấy, thì cái này là cái bài học kinh nghiệm nhé. Đấy. Tất nhiên cái gì cũng lợi và cái hại. Ví dụ như các bác tỉa thông thoáng ra thì đỡ bỏ xít muỗi, đỡ nhện đỏ cái thứ nó chích vào trái, đúng không? Đấy. Nhưng mà chúng ta tỉa chúng ta phải có ý rằng là cái cành nó mang trái này này là không được trụi toàn bộ lá. Đấy. Chúng ta tỉa những cành tăm nhỏ 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 này, rồi ta tỉa những cái lá nó gần gần cái trái cho nó thoáng nhất. Đấy. Xong rồi tầm khoảng 10 ngày nửa tháng sau ta lại tỉa tiếp. Chứ đừng có tỉa một lần nhá. Tỉa một lần thì nó rất dễ bị sốc mà nó rụng trái, thối trái, đen trái. Đấy. Rất nhiều bác mua túi bọc của em. Khi về bọc, bọc xong rồi bắt đầu mới đi tỉa, tỉa trái đúng không? Tỉa cho cắt cành cho thoáng nhá. Xong rồi xịt thuốc bắt đầu bọc trái. Bọc xong cái tự nhiên bảo sao trái nó cứ bị thối đen ở trong túi. Đấy. Thì cái đấy là một trong những nguyên nhân cực kỳ là mình phải lưu ý nhá. Đấy, cực kỳ đấy. Bây giờ các bác bọc xong rồi các bác đi cắt tỉa cho thông thoáng hết ra. Đấy. Thế là nước thì mưa to các thứ nước nó dồn lên. Cái quả này nó sẽ chắc chắn nó bị thối đen. Đấy. Nên là làm lá thái là các bác phải lưu ý. Đấy, bộ rễ của nó rất nhạy cảm. Cực kỳ nhạy cảm. Đấy. Đấy, cái lá thái này rất to mà em cắt còn có nhỏ tí đây này. Đấy, em hạ cho thấp xuống, bây giờ em nuôi cái tàn bên dưới. Chả sao cả. Đấy. Mình nuôi từ những cái tàn nhỏ này này. Đây, nuôi từ những cái tàn này ra. Rồi này nhánh đây, nó mọc trồi đây. Đấy, không ảnh hưởng gì cả. Nó ra đến đâu ra bông đấy. Đây, cành này rất to này. Em cưa trụi xuống dưới bắt đầu đang đâm trồi ra đây này. Đấy. Nên là mình hạ thấp nó xuống các bạn. Đây, cây này này, cái này em hạ thấp đúng đúng ngang mặt luôn này. Này. Cây này hạ đúng ngang mặt luôn, không có hơn luôn này. Đấy, này. Nên là lưu ý nha các bác nhá, không phải cứ để cao là tốt đâu. Hai nữa là những cái để ý rất nhỏ thôi nó ảnh hưởng cả mùa vụ đấy, không đơn giản đâu. Đây, cây của vườn của em. Đây, sổ riêng đẹp các bác nhỉ. Ui. Chưa được quả nào chín các bạn. Cây sổ riêng năm nay bói. Đây, cái này các bác thấy đây. Đấy. Rất nhỏ, rất bé. À, đứng đúng ngang mặt luôn. Đấy, cầm cái điện thoại ngang điện thoại luôn. Thế thôi, chúng ta làm thế thôi. Đừng có làm to quá, đừng làm khủng quá. Để trèo leo các thứ, rồi gió bão, rồi các thứ đủ thứ luôn. Các bác nhìn cái vườn của em đúng thâm canh, thâm thì gọi là sâm canh sâu luôn. Nghệ mọc có tận gốc, đỡ cỏ luôn. Đi mùa có nghệ bán. Đấy, đấy. Thì cho bắt đầu chăm sóc cái là nghệ nó rũ lá đi là vừa. Có thấy không? Đấy, cảnh bắt đầu mọc trồi rất đẹp, tuyệt vời luôn. Rồi thế các bác nhé, em làm video ngắn để trả lời hai câu hỏi ngày hôm nay. Bác kia hỏi là cái cây của tôi cao quá, cái cưa đi có được không? Cưa nó có lên trồi hay không? Đấy. Đúng, bác cưa đi.
Đấy, cái bác hỏi câu hỏi này là bác nhiều nhiều la lắm, bác mấy trăm cây cơ, năm sáu trăm cây. Còn cái bác hỏi là đang có trái đây thì có cắt cành làm trái được không? Cắt được, cắt ít thôi. Cành nào đang mang trái đều có cắt. Đấy. Hai nữa là mình phải cân cái số lượng trái trên cây mình nhiều thì đừng có vội, ít trái thì mới làm thêm thôi. Nhá, chứ đừng có làm, đừng có vội vàng quá rồi hỏng hết cái lứa trái đang có. Rồi em sẽ tiếp tục làm những video tiếp theo, sau này gửi đến các bác nhé. Để em có cung cấp giống na thái, da vàng cũng như là cái túi bọc trái. Bác nào có nhu cầu alo cho em. Rồi, chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho na thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.